chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Minh Số nha. Và hôm nay là một ngày của năm mới 2019, ngày 11 tháng 1 năm 2019. Vâng, thì trước tiên thì em đem mặt công ty JK Audio Minh Số để chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc, các bác lớn tuổi, các bạn thanh niên, các em ít tuổi. Vâng, một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn. Vâng, đặc biệt là sức khỏe. Sức khỏe, có sức khỏe thì có tất cả. Sức khỏe đôi khi là quý hơn vàng. Vâng, thì đây là những cái lời chúc mà JK Audio Minh Số dành tất cả cho quý vị và các bạn nhé. Vâng, thì hôm nay khởi đầu của năm mới thì bên em có nhận được đơn của anh Hoàng Sơn ạ. Vâng, anh có số điện thoại là 0382 3 cuối là 100. Vâng, anh ở thôn Đồng 1, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có mua cho mình một đôi loa Pioneer F75 ạ. Vâng, bên em có tặng anh 10 mét dây tín hiệu. Vâng, thì anh Hoàng Sơn nhá. Vâng, thì đây là đôi loa Pioneer F75 mà bên em cũng vừa lấy ở kho ra đấy ạ, rất là mới, vẫn còn thơm mùi nhà máy đấy ạ. Vâng, dòng bass 30 mà 3 đường tiếng gồm 2 chép và 1 chung, khá là sắc nét đấy ạ. Vâng, đây là đôi loa Pioneer F75 anh Hoàng Sơn lấy về để chơi Tết đây. Vâng, Tết Tây đã đến và Tết ta chuẩn bị cũng sắp chào đón đấy ạ. Vâng, thì anh có lấy về cho gia đình mình để trải nghiệm đôi loa Pioneer F75 để xung vầy bên gia đình ngày cuối năm. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio Minh Số thì cảm ơn anh Sơn đã tin tưởng ủng hộ nhé. Vâng, thì đây là bên em đã cho nhân viên kỹ thuật test rất là kỹ trước mấy tiếng đồng hồ. Thì bây giờ em có dựng lên để em quay lại cái sản phẩm mà anh Sơn đã đặt, là đôi loa Pioneer F75. Vâng, đây nhé, thì là Pioneer này, F75 ạ. Vâng, dòng này đang làm mưa làm gió trên thị trường, đang là hiệu ứng của những tín đồ âm nhạc đấy ạ. Vâng, thì hiện tại bên em đang kết nối với cái đẩy công suất liền vang Qwood KM1000 ạ. Vâng, KM1000 có cái lớp Bluetooth rất là hiện đại hiện nay. Vâng, công suất cực lớn 1000W một kênh ạ. Vâng, đây mới chỉ là kết nối với một đôi loa Pioneer F75 thôi, đây có thể đánh thêm một đôi nữa căng đét luôn ạ. Vâng, hiện tại cái đôi loa Pioneer F75 của anh Hoàng Sơn này rất là chuẩn nhá, rất là ổn định, chưa lỗi lầm gì, không có một lỗi lầm gì. Vâng, cái đôi này bên em tung ra thị trường rất là nhiều và chưa có một đôi nào trở về. Vâng, các bác rất là tin tưởng và yên tâm nhé. Và sau đây em sẽ test một đoạn nhạc karaoke để anh Hoàng Sơn và quý vị và các bạn cùng trải nghiệm trong năm mới nhé. Vâng, chuẩn bị chào đón, chúc mừng năm mới đấy ạ. Còn to thương nhớ người yêu.
các anh Hoàng Sơn nhé. Sau khi bên em đã test một đoạn nhạc karaoke để nhân viên hát một đoạn nhạc khá là ổn định anh nhé, rất là hay. Vâng, thì đôi loa của anh hoạt động rất tốt. Vâng, nhìn cái hình dáng thì rất là đẹp, cổ điển thôi nhưng trong mang cho mình một cái chất âm hiện đại, nghe rất là dễ chịu, rất là tách bạch. Vâng, thì nói chung là cái đôi loa này để chơi Tết xung vầy với gia đình quá hợp lý anh Sơn ạ. Nói chung là cái đôi loa piano F7 này rất dễ trưng bày trong phòng của gia đình nhà chúng ta, rất dễ sắp xếp. Vâng, khá là ổn, đẹp, khá là ổn. Chất âm thì cực kỳ rộng và sâu vì nó là bass 30, ba đường tiếng. Đặc biệt đằng trước này nó có cái e căng lụa rất là mềm mại, nhưng ẩn chứa bên trong mình là một sức mạnh dũng mãnh. Vâng, chất âm phát rất là mạnh mẽ. Vâng, thì em bỏ ra một bên để các bác dễ nhìn thấy phía bên trong mặt e căng. Vâng, năm mới đây nhân viên nhà em rất là bận bịu đấy ạ, quay trở lại làm việc. Vâng, thì hiện tại anh Sơn nhé, cái đôi loa này của anh hoạt động rất tốt anh nhé. Thì em xin phép anh em cho nhân viên bỏ ra đóng hàng cẩn thận, gửi theo xe cho anh như anh đã cho địa chỉ đấy ạ. Vâng, sau cùng thì em thay mặt công ty Zika đơn số thì cảm ơn anh Sơn đã ủng hộ. Nói chung là năm mới thì em chúc anh và gia đình sang năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng, vạn sự như ý, ăn khang thịnh vượng ạ. Vâng, chúc anh lộc lá rất là nhiều và năm mới. Vâng, xin chào anh Sơn, hẹn gặp lại các anh nhé. Các bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh YouTube Zika Audio Minh Số để tiện theo dõi tất cả các sản phẩm bên em về hàng ngày các bác nhá. Vâng, đây anh Sơn nhá. Sau khi bên em đã bọc lót rất là test rất là cẩn thận đôi loa của anh Pioneer F75 đi ạ. Thì bên em có cho nhân viên đóng hàng đi ạ. Vâng, sốt mút ở bên trong rất là dày dặn, chuyển xe rất là an toàn anh nhá. Vâng, thùng hàng của anh đi ạ. Vâng, Zika Audio Minh Số thì mong anh Sơn nhận được hàng sớm để anh trải nghiệm đôi loa này anh đã cho lựa nhá. Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại.